Bali chào tất cả cô chú. Cô chú ơi, bữa nay Bali về đó, thì Bali tắm nè đó. Giống như phơi nắng ở Hawaii không? Cô chú thấy giống không? Giống Ly phơi nắng ở Hawaii không? Trời ơi, Bali thích nhất là được tắm luôn á. Con tung nước đi. Tung nước thì sao Ly? Ơi Ly 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 Ly. Em Bali ơi, em Bali. Coi mẹ quậy nước lên quá. Coi chân liền. Sướng quá mẹ. Sướng quá mẹ. Tắm vậy nó mát mẻ. Người con có chung chướng vậy đó. Con tắm bằng nước ấm đó cô chú. Xong rồi mẹ con đánh chùi con sạch sẽ đó cô chú, mát mẻ con chích lắm. À, cô chú có phát hiện ra không? Bali mới đi cắt tóc về đó, Bali cắt tóc đi để ăn Tết đó cô chú. Mới nãy mẹ định quay cảnh Bali đi cắt tóc, mà tại gì á, không có ai quay phim Bali hết trơn á. Đi đây. Mẹ bận bồng Ly cắt tóc rồi. Cô chú chưa có biết đâu. Ly cắt tóc mà Ly cười cơ mà. Ly hả? Ly thích cắt tóc lắm. Tóc của chú Chiếu chứ tóc hai lần rồi. Tóc của cô chú Chiếu chú cũng tóc hai lần rồi đó cô chú ơi. Hả? Trời ơi mẹ nói chuyện mà không không chuyện không chuyện không chuyện không chuyện không chuyện ơi. Dạ Ly ơi, em ba Ly của mẹ em ơi. Rồi này cô chú, rồi này vậy nước rồi, Ly khoái nè. Cảnh ngồi với Hawaii đi à, ngồi ghế Hawaii đi. Ôi chà. Dạ cô chú đi. Dạ cô chú nè. Dạ. Rồi ơi, cái thao này là cái thao bự nhất, bự cái size bự này đó. Mà bỏ Ly cho bữa nay đi chặt thao rồi. Rồi cô chú coi nè, chặt thao rồi nè. Phải thay thao mới rồi cô chú ơi. Ly phải thay thao mới rồi cô chú ơi. Xíu nữa anh hai con dạy á cô chú, mẹ cũng dẫn đi cắt tóc nữa đó cô chú, hai anh em con cắt tóc giống nhau đi ăn Tết đó. Mẹ sắm đồ Tết cho hai anh em con cũng giống nhau luôn. Mát quá, mát quá, mát quá. Nói cô chú này thôi, đi lên cô chú ơi, tắm ít thôi, tắm nhiều quá lạnh cái bổi của Ly á. Trời ơi, còn khoái cô chú, coi khoái Ly còn khoái nè. Lên nha, mẹ bồng Ly lên nha, lên nha, mẹ bồng Ly lên nha. Ly ơi, mình lên nha. Nè cô chú đi. Cô chú ơi, con lên con thay đồ đi cô chú ơi. Ấm áp cũng ít thôi, giờ phải lên thôi. Lên nha. Tắm mát quá cô chú ơi. Cô chú ơi tắm mát lắm luôn á. Giờ con chưa muốn mặc đồ luôn cô chú coi nè. Đó đó, quậy vậy làm sao mẹ mặc đồ đây, nói mẹ nghe coi. Quấn khăn nằm chơi vậy đó hả? Quấn khăn sưởi ấm vậy đó hả? Em Bali của mẹ em ơi. Yeah, cô chú ơi, Ly đã trở lại.
xong khi chay đồ rồi, mặc đồ rồi, xịt nước hoa rồi, thoa lotion rồi. Ôi. À, giờ cho cô chú coi cận cảnh coi nè. À, mái tóc mới của Ly nè. Cười. Con nói cô chú đi sao? Trời ơi, mẹ cắt tóc thì con ngố quá à. Con là con muốn kiểu tóc thời trang. Mẹ cắt con ngố quá à. Hả? Hả? Em ba đi bùm 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 bùm. Em ba đi bùm 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 bùm. Sao? Sao? Hả? Con nói làm sao tắm mát mẻ quá, con cảm ơn mẹ đi, nói cảm ơn mẹ đã tắm cho Ly mát mẻ. Cười. Chân trao nữa hả? Sao à, sắp tới Tết rồi mà Ly là bữa giờ mẹ chưa dám dẫn đi ra siêu thị hay đi đâu chơi hết trơn á. Trời ngáp thì coi em ngáp thấy thương không, cô chú hết thương con không, ông bà cô chú có thương Ly không? Có thương Ly không ông bà cô chú ơi? Ly ở nhà hả? Ly ngủ xong Ly dậy Ly cười không hà? Ly nghe tiếng mẹ là Ly cười không hà? Ô, giờ mẹ mà hát một bài, đọc một bài thơ nữa là như Ly ngủ luôn ha. Để mẹ đọc thơ cho Ly nghe nha. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện sẽ được nghe nhiều tiếng, à nhiều tiếng chim hay. Nếu nắm mắt trong vườn lộng gió sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, tiếng lạnh lót trong vườn lộng gió, con chìa voi vừa hót vừa bay. Nếu nắm mắt nghe bà kể chuyện, quả chị thơm cô tắm rất hiền, thấy chú bé đi hài 7 dặm, quả chị thơm cô tắm rất hiền. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, thức sớm hơn thia sớm từng ngày, tay bồng bế sớm hôm vất vả, nhắm mắt rồi là mở lên ngay. Chứ gì nữa? Chứ gì nữa? Xíu nữa mẹ sẽ trang trí cây mai, mẹ với bà nội trang trí cây mai nghe. Xong rồi cho Ly mặc đồ đẹp ra chụp hình với cây mai nhà mình nghe. Tắm mát không? Ly tắm mát không? Xích không Ly? Ơi, mấy cô chú ông bà chuẩn bị Tết chưa? Hôm nay là ông Táo về trời nè. Con thấy quá trời con cá chép luôn mà con không biết làm gì với con cá chép hả Ly? Nói chuyện hả? Nói chuyện nữa hả? Gặm đùi gà con đâu rồi? Hả? Hả? Mẹ có mua cho Ly mấy cái núm vú giả để mà ngậm giống như chay á, nhưng mà Ly không có biết ngậm, Ly ngậm toàn bị trợt ra không à. Coi cô chú nào có kinh nghiệm gì giúp mẹ thì chỉ cho mẹ với. À, Ly nói hả? Hả? Chào. Ơi, thôi giờ Ly buồn ngủ rồi, đi chào cô ông bà cô chú nè, chúc ông bà cô chú thiệt là nhiều sức khỏe. Chuẩn bị Tết thật là chu đáo. Tạm biệt ông bà này con. Bye bye ông bà cô chú. Mà mỏi liền muốn nói chuyện, mình muốn nói chuyện nè. Hùng 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 hùng, bây giờ lại hùng. Bây giờ ông bà một ngang cái luôn. À, chúc ông bà phát tài hả? Cầm tay chúc ông bà phát tài hả? Chú ông bà cô chú phát tài phát tài. Qua tự làm xấu nè. Chúc ông bà cô chú phát tài phát tài phát tài phát lộc, có thiệt nhiều tiền để xài Tết. Ông bà cô chú mà yêu thương con nhớ đăng ký kênh của con, xem kênh con Trường Chiên nha, con nói vậy đó.
Dạ hả? Dạ Ly ơi. Dạ dạ cô chú ơi. Con dạ cô chú, con dạ ông bà. À, ông bà cô chú coi mặc áo sư tử rồi nó. Áo này là quà tặng của ông nội Năm nè. Ông nội Năm, bà nội Năm mua tặng Ly nè. Chú u ngáp thì em ngáp nè. Ừ. À. Nói ông bà cô chú đi. Bữa giờ con định đi chích, mẹ định đi chích vaccine cho Ly mà chưa dám đi. Tại cái vaccine 6 trong 1 bữa nay là các bạn thấy là nó cũng nguy hiểm quá. Có nhiều bé bị kháng thuốc, cho nên là bị sốc thuốc, cho nên cũng mẹ cũng chưa dám. Để ra Tết rồi mẹ em cứng cứng rồi mẹ nghiên cứu. Mẹ nghiên cứu coi cái phòng khám nào có cái vaccine tốt thì chích cho ba Ly. Chích cho ba Ly. Chích cho ba Ly. Chích vaccine cho ba Ly nè. Chết cho ba Ly. Nghịch này. Chết cho ba Ly. Ồ, ghẹo người ta. Ồ, ghẹo người ta. Ồ. Ông bồng người ta lên mà ghẹo người ta. Ồ. Thương người ta. Ông cô chú coi người ta khóc dối này. Người ta khóc dối thương. Bồng Ly lên nha. Bồng Ly lên nha. Dạ Ly ơi. Dạ Ly ơi. Em dạ em Ly ơi. Ly làm gì cả? Hả? Ly làm gì cả? Hả? Hôm nay hứt chuyện dữ cả. Hôm nay thằng Ly này nó hứt chuyện dữ cả. Dạ em Ly ơi. Ý dạ Ly à. Dạ Ly ơi. À dạ Ly ơi. Hôm nay mẹ dẫn đi cắt tóc cả. Mẹ có dẫn đi ăn cắt tóc con ăn chết đó cả. Mẹ dẫn con đi cắt tóc con ăn chết đó bà. Ừ. Hả? Dẫn con đi ăn cắt tóc con ăn chết hả? Con ăn chết đó bà. Ăn chết vui vui á bà. Chết này con được lì xì á bà. Hả? Ừ. Con được lì xì năm mới đó bà. Phải không? Con được lì xì năm mới không? Con được lì xì á ba ơi. Dạ Ly ơi. Con cắt tóc sao con cắt tóc cái chú lên nói sao con ngoan quá trời ngoan luôn à. Con cười không à. Con cắt tóc mà con cười không à. Con không có khóc luôn á. Ông bà cô chú thấy con ngoan không? Thấy con có ngoan không? Con cắt tóc mà con cười cơ mà. Con cười hì 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 cơ mà. Đó, ông bà cô chú thấy con có ngoan ngoãn không? Ông bà ơi, có thấy con ngoan ngoãn không? Làm sao? Hả? À, làm sao? Làm sao đâu? Đâu con lau cho mẹ. Không lấy khăn lau. Đó con lấy khăn lau sạch cho mẹ. Nhanh lên. Nó thành thấy không cô chú thấy không. Ăn sữa chua dơ là Sành tự lau á. Sành làm gì á Sành. Con lau nhà hả. Ờ lau sạch cho mẹ. Lau thiệt là sạch đi. Sạch lên. Con coi sạch chưa. Sạch chưa. Lau lại với mẹ đi, còn chỗ này còn dơ nè. Sành làm gì á Sành? Con ăn gì á? À sữa chua hả? Đâu ăn sao? Ăn sao mẹ coi. À, cô chú coi anh hai chứ ba Ly mới cắt tóc về nè đó. Ăn sữa chua. Ngon không con? Ngon hả? Dạ ngon. Rồi Sành ngồi đẹp đó, cô chú thấy Sành ngồi đẹp không? Ở đâu Sình tự xúc ăn mẹ coi coi. Nhanh lên. Trời ơi. Trời ơi ăn miệng. Con tự vét miệng con đi. Đâu con tự vét cái miệng con đi.